Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục hộp thư truyền hình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Trả lời quy định về chế độ đối với người được tặng thưởng huân chương kháng chiến và vấn đề khác mà bạn sẽ truyền hình quan tâm. Mục theo đơn thư nêu vấn đề, Hợp tác xã Điện năng xã Hoàng Thanh, huyện Hoàng Hóa thu tiền điện sai quy định. Tiếp theo là phóng sự, hạ tầng phòng cháy chữa cháy chưa đáp ứng được yêu cầu. Phần cuối chương trình là mục nhắn tin bạn xem truyền hình. Sau đây là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Trọng Mạnh ở số nhà 6/31, phố Kiều Đại 1, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa hỏi: Tôi được tặng thưởng huân chương kháng chiến năm 1974 và năm 1978. Xin hỏi, trường hợp của tôi được hưởng những chế độ gì và tôi có được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 30-31 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi bổ sung năm 2012 quy định: Người tham gia kháng chiến được nhà nước tặng huân chương kháng chiến, huy chương kháng chiến được hưởng các chế độ ưu đãi như sau: trợ cấp một lần, bảo hiểm y tế. Khi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí. Trường hợp của ông thuộc diện được giải quyết chế độ trợ cấp một lần thì sẽ không được giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng nữa. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Ban biên tập Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa đã nhận được đơn của các hộ dân ở xã Hoàng Thanh, huyện Hoàng Hóa phản ánh về việc Hợp tác xã Điện xã Hoàng Thanh tự ý tăng giá, thu tiền điện sai quy định. Trước những phản ánh của người dân, Ủy ban dân xã Hoàng Thanh, đại diện Ủy ban dân huyện Hoàng Hóa, các ngành liên quan đã tiến hành xác minh, làm rõ những ý kiến của nhân dân. Qua đối chiếu giữa hóa đơn thu tiền điện của Hợp tác xã Điện Hoàng Thanh với quyết định số 648 năm 2019 của Bộ Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện sinh hoạt, thì Hợp tác xã đã điều chỉnh thu sai giá điện ở các bậc 3, 4, 5, 6. Cụ thể, giá điện sinh hoạt bậc 3 theo quy định là 2.014 đồng trên 1 kWh, nhưng Hợp tác xã thu lên 2.214 đồng trên 1 kWh, tăng 200 đồng 1 kWh. Giá điện bậc 4 là 2.536 đồng trên 1 kWh. Hợp tác xã thu lên 2.736 đồng trên 1 kWh. Giá điện bậc 5 là 2.834 đồng trên 1 kWh. Hợp tác xã thu tăng 100 đồng trên 1 kWh. Giá điện bậc 6 là 2.927 đồng trên 1 kWh. Hợp tác xã thu tăng thêm 45 đồng trên 1 kWh. Trong 2.336 hộ dùng điện sinh hoạt ở 7 thôn của Hợp tác xã Điện Hoàng Thanh, có 780 hộ dùng điện bậc thấp, từ bậc 1, bậc 2 thu đúng quy định. 1.556 hộ dùng điện từ bậc 3 trở lên thu sai quy định. Thời gian thu tiền điện sai từ tháng 3 năm 2019 đến hết tháng 8 năm 2019, với tổng số tiền trên 55 triệu đồng. Ủy ban dân xã Hoàng Thanh đã yêu cầu Hợp tác xã Điện phải công khai xin lỗi nhân dân trên hệ thống loa truyền thanh của xã, đồng thời tiến hành họp Ban Quản lý Hợp tác xã làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan đến sai phạm. Bên cạnh đó, Hợp tác xã phải đối chiếu hóa đơn, chứng từ, bảng kê lưu trữ, giá điện theo quy định để trả lại tiền cho nhân dân. Do cái điều kiện là áp cái giá điện của tháng 3 2019, cũng có cái chỗ nhầm lẫn để cái hậu quả đẻ ra là tăng cái 200 đồng trên một loạt trên một cái bậc thang. Hợp tác xã kịp thời chỉ đạo và ban đốc hợp tác xã chỉ đạo quyết liệt và ủy ban nhân xã kết hợp đã chỉ đạo hợp tác xã thực hiện để trả lại hoàn lại số tiền mà nhầm lẫn của hợp tác xã. Hiện nay tại các nhà văn hóa thôn, nhân viên Hợp tác xã Điện Hoàng Thanh đã tiến hành trả lại tiền thu sai cho nhân dân. Tính đến cuối tháng 9 năm 2019, hầu hết người dân của 7 thôn của xã Hoàng Thanh đã nhận lại đủ số tiền thu sai. Tôi nhầm lẫn cũng 5 tháng, anh em bây giờ trả lại tiền hoàn toàn cho gia đình chúng tôi. Đối với chính quyền địa phương, chúng tôi cũng thấy là cũng rút cái kinh nghiệm trong cái quá trình quản lý điều hành, quản lý nhà nước, trong vấn đề là quản lý các cái cơ quan, đặc biệt nhất là đối với ngành điện. Và đồng thời cũng sẽ tập trung và căn cứ nghiên cứu các cái tài liệu có liên quan để mà làm sao đó điều hành quản lý nhà nước cho đảm bảo nó tốt hơn. Mặc dù chính quyền xã Hoàng Thanh đã nghiêm túc kiểm điểm việc tăng giá điện sai quy định của ban giám đốc, từng thành viên Hợp tác xã Điện Hoàng Thanh, kịp thời có biện pháp khắc phục hậu quả, nhưng đã gây dư luận xấu, bức xúc, dẫn đến đơn thư khiếu kiện trong nhân dân.
Qua sự việc trên, chính quyền xã Hoàng Thành cũng cần rút kinh nghiệm trong việc không để buông lỏng quản lý, ổn định việc bán điện cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, để chữa cháy thành công thì yếu tố quan trọng đầu tiên phải là thông tin kịp thời và sự có mặt khẩn trương của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Chỉ một phút chậm trễ là hậu quả sẽ càng thêm nặng nề. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều vụ cháy, lực lượng chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận đám cháy. Hoặc khi tiếp cận được thì nguồn nước phục vụ chữa cháy không đáp ứng được yêu cầu, dẫn đến hiệu quả chữa cháy không cao. Mặt đường chật hẹp, nhiều ngõ ngách, dây điện răng mắc xa thấp là thực trạng hiện nay tại rất nhiều tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Xe chữa cháy chuyên dụng khi đi vào những khu vực này buộc phải giảm tốc độ, thậm chí là quay đầu vì không thể đi tiếp. Còn tại nhiều tuyến đường liên xã liên thôn ở các vùng quê, mặt đường bị người dân địa phương đổ các trụ bê tông án ngữ hai bên đường với mục đích ngăn xe quá tải. Trong trường hợp xảy ra cháy thì những trụ bê tông này lại trở thành những vật cản trở khiến cho xe chữa cháy không thể đi qua để tiếp cận đám cháy. Tại nhiều khu vực nếu xảy ra cháy, cho dù xe chữa cháy tiếp cận được vị trí thì nguồn nước phục vụ chữa cháy cũng không đảm bảo. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh, tính đến năm 2016, trên địa bàn tỉnh có 278 trụ nước chữa cháy, nhưng chỉ có 76 trụ có nước, còn lại 202 trụ không lấy được nước. Mặc dù sau đó các cấp có thẩm quyền đã tiến hành khắc phục, sửa chữa, tuy nhiên thực trạng này vẫn chưa được cải thiện nhiều. Chỉ tính riêng tại khu công nghiệp Tây Bắc Ga và khu công nghiệp Lễ Môn, trong tổng số 43 trụ chữa cháy, chỉ có 2 trụ lấy được nước, 41 trụ còn lại rơi vào tình trạng hư hỏng, không có nước, bị mất cắp, thậm chí chỉ được xây dựng mang tính hình thức đối phó. Theo tôi đấy, nếu mà thực tế thì các cái sở ban ngành hay cơ quan chức năng có liên quan cũng nên có cái cuộc kiểm tra nó cụ thể hơn. Nếu mà trong tình trạng mà mình cái nào nó chưa được thì mình phải nâng cấp, hoặc chưa có nước thì mình phải có cái đường nước cấp trực tiếp vào, và nên có cái kiểm tra định kỳ cho cái việc đấy. Ngoài hệ thống trụ nước đã được xây dựng, lắp đặt thì hệ thống ao hồ, sông ngòi, kênh rạch là nguồn nước quan trọng, chủ yếu để phục vụ việc chữa cháy. Tuy nhiên, rất nhiều sông hồ, kênh rạch chưa xây dựng được bến lấy nước, trong khi đó mực nước tại nhiều sông hồ xuống thấp nên vòi lấy nước chuyên dụng của xe chữa cháy không thể tiếp cận được. Đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm đẩy mạnh tiến độ quy hoạch về nguồn nước phục vụ chữa cháy gắn với quy hoạch nước đô thị, đầu tư kinh doanh, kinh phí đào tạo sửa chữa lắp đặt các trụ nước chữa cháy, xây dựng các hệ thống bến bãi lấy nước cho xe chữa cháy lấy nước tại các hồ, ao tự nhiên, chỉ đạo các khu dân cư, các khu phố phá dỡ các cọc ụ làm cản trở đến việc cho xe chữa cháy tiếp cận và không cơi nới làm cản trở cho lối thoát nạn, cũng như là sẽ kiến nghị với các ban ngành thực hiện các cái mạng lưới dây điện cũng như các dây điện thoại và cản trở đến việc chiều cao cho các phương tiện nói chung về phương tiện phòng cháy chữa cháy nói riêng để tham gia chữa cháy khi có đám cháy xảy ra. Những bất cập về hạ tầng giao thông đang là vấn đề khó khăn, cản trở mà lực lượng phòng cháy chữa cháy sẽ phải đối mặt trong thời gian dài. Riêng đối với nguồn nước chữa cháy, những bất cập hiện nay cần phải được các ngành chức năng sớm được khắc phục, sửa chữa kịp thời để khi có cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy có thể tiếp cận được nguồn nước thuận lợi nhất để chữa cháy. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, ban biên tập Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa đã nhận được đơn thư của ông bà có tên sau đây. Đơn của ông Trần Văn Tuệ ở xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc khiếu nại về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đơn của ông Lưu Quang Hải ở xã Định Bình, huyện Yên Định hỏi về chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Đơn của bà Hà Thị Hoa ở xã Hoàng Đông, huyện Hoàng Hóa hỏi về chế độ trợ cấp đối với người già cô đơn không nơi nương tựa. Đơn của ông Lê Văn Nghĩa ở xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc khiếu nại về việc xét duyệt hộ có công được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở. Đơn của bà Hà Thị Khiết ở xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung hỏi về chế độ chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công. Đơn thư của ông bà hiện chúng tôi đang xem xét hoặc sẽ chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để được trả lời theo đúng quy định của pháp luật. Chuyên mục hồ sơ truyền hình hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.